Và như vậy xin kính chào toàn thể quý vị khán giả, chúng ta đang có mặt tại sân bóng đá Khang An, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và trong buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với những diễn biến trong buổi lễ khai mạc và trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ giải bóng đá hội cựu học sinh trường Trần Kỳ Phong tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta cùng chờ xem với những kết quả bốc thăm thì bốn bảng đấu sẽ diễn ra với mỗi bảng gồm có 5 đội. Một cú đá rất nguy hiểm, bóng đá khẽ chạm vào mép cột dọc. Suýt chút nữa thì đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho cầu thủ K04. Một tình huống dứt điểm phải nói là cực kỳ khó chịu đến từ vị trí của số 10. Quả đá biên tiếp theo dành cho các thủ áo trắng hồng. Tình huống ra chân suýt chút nữa đã mang lại bàn thắng mở tỷ số. Một đường chuyền tốt nữa, cơ hội để dành cho Huy Tùng. Dứt điểm. Cú đá rất nguy hiểm và bất ngờ bàn thắng đã được ghi dành cho các thủ K04. Tỷ số đã được mở sau cú đá đập chân của hậu vệ đối phương của Huy Tùng. Bàn thắng của số 10. Trước đó thì cú đá chân của anh đã dội vào một cầu thủ và số kim thủ thành bên phía đội bóng K03. Lợi thế dẫn trước dành cho K04 và chúng ta cùng chứng kiến lại bàn thắng này. Qua người rất hay, một động tác khéo léo nữa của Thành Vĩ, đường chuyền lên và áp sát khung thành nhưng rất tiếc lại không có tình huống kết thúc chuẩn xác dành cho chân sút bên phía K03. Tổng cộng sẽ có 5 lượt trận của vòng đấu bảng và sau khi kết thúc vòng đấu bảng của cả 4 bảng đấu, cơ hội nguy hiểm và dứt điểm không thành công. Trọng tài đã thổi phạt rồi, trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền và tình huống cản phá vừa rồi có lẽ là tình huống mà trọng tài xác định lỗi để bóng chạm tay của các cầu thủ bên phía đội bóng K04. Chúng ta cùng xem lại pha dứt điểm nguy hiểm và lấy đà. Và dứt điểm chính xác, tỷ số được gỡ hòa 1-1 dành cho các cầu thủ K03 bằng tình huống kết thúc lạnh lùng của Xuân Tân trên chấm phạt đền. Cách biệt đã được san bằng, những tình huống lợi thế ở trong hiệp 1 dành cho các thủ K04 đã bị đánh mất. Hôm nay thì may mắn đã đứng về các thủ bên phía đội bóng K03 khi mà họ... Và bây giờ thì hai đội sẽ phải làm lại từ đầu để tìm kiếm 3 điểm đầu tiên ở lượt trận ra quân. Một pha giữ bóng tốt, cơ hội nữa dành cho các cầu thủ bên phía K04 dứt điểm. Tỷ số đã được nâng lên 2-1 rồi. Một pha phối hợp tốt của các cầu thủ bên phía đội bóng K04 và vị trí của Hồng Văn đã nâng tỷ số lên 2-1 dành cho các cầu thủ áo trắng hồng. Một tình huống len lỏi và áp sát, pha chọc khe rất cay và tình huống kết thúc ở góc hẹp. Kết quả vẫn đang tạm thời là rất nguy hiểm, pha bóng mà các cầu thủ bên phía K04 đã gặp may. Bóng vừa rồi đã dội vào cột dọc sau tình huống rớt bóng từ xa. Chúng ta cùng nhìn lại cơ hội của các cầu thủ bên phía đội bóng K03, xin chúc mừng họ đã có thể gỡ hòa thành công. Đủ rớt bóng dội vào cục dọc khung thành. Chuyển thực vào play rất nguy hiểm, một lần nữa thì bóng lại chạm vào sàn ngang khung thành và đã phạt góc. Xin chúc mừng đã mang về cho K03 bàn thắng gỡ hòa. Vẫn là những pha hiệp đến từ các thủ áo trắng xanh. Thành Vĩ